Xin chào các bạn nha, địa chỉ của tiệm là 32 Thích Quảng Đức, phường 5, Phú Nhuận nha các bạn. Hay mình chiên cua vơi, chiên sứ hình nha. Các bạn nào có thể xăm không ấy, xin vui lòng các bạn đến trực tiếp tiệm nha. Nguyễn Minh Chí, bé kia chắc thế. Xung quanh này là những anh học viên của tiệm nha các bạn. Nguyễn Minh Tấn, lão đại đi xăm. Bạch Hổ, ông bố chịu chơi một like cho ông bố nhé. Châu Tăng, bé này còn lực quá. Nguyễn Minh Tấn, cô vừa hai tay luôn hả bạn? Trong gỗ á, trong gỗ á. Cố quên, gừng càng già càng cay là có thật. Chào cô Hương Châu nha. Đây cái này đây cho thầy. Duy Nguyễn, dân chơi tuổi xế chiều. Cha chú không đi chơi gì đó. Kiểu câu cha chú đó.
Chào 60 người, chào 60 người đây xem livestream của thầy một buổi trưa vui vẻ luôn nha các bạn. Chi Nguyễn chúc tất cả anh em buổi trưa vui vẻ nha. Xin chào các bạn nha, địa chỉ của tiệm là 32 Thích Quảng Đức, phường 5 Phú Nhuận nha các bạn. Hay mình chiên Uber chiên sữa hình nha bạn, các bạn nào có hình xăm không ấy xin vui lòng mẹ nói trực tiếp tiệm nha. Hay mình không trả lời qua điện thoại Facebook nha. Thì mình đang cover một tác phẩm full tay cho bé U60 nha các bạn. Bé ấy rất mạnh mẽ nha, không cần tê luôn nha. Chúc tất cả các bạn xem livestream của thầy một buổi chiều vui vẻ luôn nha các bạn. Tin đi các bạn ơi. Khanh Trần, hello hello. Mày nói nãy sao bảo kêu đuổi việc thầy nó hỏi cự à. Vô tay đứng như là đó. Tao thất nghiệp một trái là mày cũng ăn cứt luôn á con. Hồ Hoàng 600 anh em Đà Nẵng chào thầy. À, 600 anh em Đà Nẵng nha mày. 43 43. Chào 600 anh em Đà Nẵng nha.
các bạn nào yêu quý thầy, quý những tác phẩm của thầy, các bạn hãy chia sẻ livestream này cho bạn bè người thân cùng xem chung cho vui nha các bạn. Khánh Atitato, con chào thầy và anh em buổi chiều vui vẻ ạ. Anh Atitato, hãy ăn cơm chưa thầy ơi? Khánh Atitato ơi, thầy hỏi về anh làm được không anh ơi? Anh ta tiết tato, dạ ổn thầy ơi. Khánh ơi, anh còn nhớ những gì thầy dặn lúc chụp hình không ạ Khánh ơi? Người lạ ơi, sửa lên một cánh tay cần nhiêu tiền à? Chụp ác chơi cho người ta làm việc ba.
đi chơi hát chơi cho hài lòng việc nha. Khách ăn thịt tato, dạ nhớ thầy ơi. Chào anh Văn Đình thật nhanh ơi. Văn Đình thật, con chào ba và cá tiệm. Nó ngày nào vô vậy, ba biết dọn phòng. Anh Văn Đình thật ơi, ngày nào anh vô anh ơi, để thầy biết thầy dọn phòng anh ơi. Anh Tấn, cover hình Morgi phải không thầy? Không nha anh Tấn ơi. Chờ Vĩnh tập độ nha. Văn Đình Thật, sáng mùng 6 con vô tới. Nhớ ơi. Nhớ. Thấy có hơi xét xét vô mày. Chữ à? Anh Thật kêu à, sáng mùng 6 anh vô tới. Rồi, tối mùng 5 ba cho nó dọn phòng cho 200 con ở. Có nói chưa? Chưa, bạn bướm đi qua đó. Chưa, không nói người ta biết. Con hồng lên rồi. Hello. Mấy cậu đi chơi mấy cái ngoài. Mấy cái đầu ở đây mình nhắn cho họ. Bánh nhà.
chim coi.